Trận đấu bắt đầu. Rất trống trải. Chuyền bóng quá thiếu trách nhiệm. Rivaldo. Rivaldo. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Có cơ hội. Sút trúng cột. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Pha đánh đầu truyền cho đồng đội. Đó nên là một cơ hội. Tỷ số đã được mở, bàn thắng tuyệt vời. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Sút đi. Đã có bàn thắng gỡ hòa. Anh ta rất rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lòng vào ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Florencio. Abateu. Một pha xoạc bóng của De Siglio. Alexander Golovin. Pogba. Benzema. Tạt bóng đi. Bóng đã lướt qua sang ngang. Roberto Baggio. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Không ai ngăn cản. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Anh ấy đã xuất hiện và làm chết cứu bóng. Rivaldo. Thủ môn đã bắt được bóng. Chấp nhận một pha phạt góc. Cần phải tạt ngay. Roberto Baggio. Benzema. Có thể dứt điểm ngay. Steven Vieira. Bóng đã vượt qua khỏi tầm với thủ môn và đi vào khung thành. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Desilio. Vieira. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Clarenciarok. Abate. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Một trận đấu phi thường ở đây, hai đội đã chơi rất tốt, họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. Steven Vieira. Benzema. Vieira. Alexander Golovin. Pogba. Raúl González. Tình huống lấy bóng của Bonucci. Roberto Baggio.
Anh ấy đã cướp được bóng. Steven Gerrard. Cả hai đội đã chơi. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Clarence Seedorf. Aubameyang. Raul. Steven Gerrard. Benzema. Desilio. Những đường truyền nhằm kéo sát đội hình đối phương. Không được phép bị thủng lưới vào lúc này. Halidou Koulibaly. Thủ môn đã bắt rất tốt. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Alexander Golovin. Vieira. Aubameyang. Pogba bật tường. Vieira. Benzema. Đường chuyền xuất sắc. Anh ấy đã có 3 bàn thắng. Với hat-trick này anh ta đã quay trở lại. Hôm nay cầu thủ đó đã có một cú hat-trick. Anh ấy đã chơi rất tốt. Màn trình diễn vô cùng đẳng cấp. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Tình huống ngay. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Rivaldo. Có thể sẽ là một pha bật tường. Rivaldo. Chắc chắn phải có penalty. Rất căng thẳng, nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Vâng, anh ta là người được giao trọng trách này và anh ấy đã cho thấy khả năng của mình. Rất tự tin, cực kỳ đẳng cấp. Tỷ số trận đấu được cân bằng một lần nữa, cứ như là tàu lượn siêu tốc vậy. Alexander Golovin. Vieira. Rất tốt. Phối hợp tốt. Sút đi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Nguy hiểm. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Rivaldo. Có thể tạt bóng. Và anh ấy đã với tới bóng. Anh ta đã bắt được bóng. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu căng thẳng thế này. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Trận đấu có thể sẽ hòa hoặc có đội sẽ vượt lên giành thắng lợi ở những phút cuối. Đội nào thua cuộc cũng sẽ rất khó nuốt trôi. Tuy nhiên, mỗi đội thắng thì tương lai thật rộng mở. Alexander Golovin. Aaron Bisaka. Steven Gerrard. Pogba. Oh,
Aaron Bisaka. Pogba. Trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Aaron Bisaka. Hết giờ rồi, không đội nào giành được chiến thắng sau trận đấu này. Anh Tùng này, chúng ta đã phải hét lên quá nhiều cho những bàn thắng trong trận đấu này. Bàn thắng cứ đến liên tục. Vâng, đó là một trong những trận đấu tôi nghĩ chúng ta sẽ nhớ rất rõ. Đó là những bàn thắng rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng xem lại những bàn thắng của trận đấu này. Trận đấu rất ấn tượng. Có cơ hội. Sút trúng cột. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Đó nên là một cơ hội. Tỷ số đã được mở, bàn thắng tuyệt vời. Sudi đã có bàn thắng gỡ hòa. Thủ môn đã bắt được bóng. Chấp nhận một pha phạt góc. Steven Gerrard. Bóng đã vượt qua khỏi tầm với thủ môn và đi vào khung thành. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Đường chuyền xuất sắc. Anh ấy đã có 3 bàn thắng. Với hat-trick này anh ta đã quay trở lại. Rất căng thẳng nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Có thể tạt bóng. Và anh ấy đã với tới bóng. Anh ta đã bắt được bóng. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu căng thẳng thế này. Như vậy là chúng ta đã lên hạng thành công rồi. Khá là ok.